Để khách hàng mình có thể thấy là đây là ngực của khách hàng trước khi làm. Thì chị này là ngực có mô tuyến, tuy nhiên là mình thấy hai phần ngực của chị hơi xa nhau và không rõ được cái phần khe ngực cho lắm. Cho nên đó là trường hợp ngực của chị này là bác sĩ sẽ tiến hành nâng ngực nội soi, và bên cạnh nữa là mình sẽ cấy thêm mỡ ở những cái vùng như thế này. Đây, hay là hai vùng mình sẽ cấy mỡ thêm, để khi mình đặt trứng ngực vào, những cái vùng này nó bị thiếu nè, mình sẽ dùng mỡ tự thân, mình sẽ lấp đầy những cái vùng thiếu này ở cái phần mô tuyến ngực, để cho cái phần ngực mình nó sẽ được căng tròn hơn, và dĩ nhiên là nó sẽ khích lại với nhau nhiều hơn so với lại ngực cũ của chị. Thì đây là cái kết quả ngay sau khi làm xong, khách hàng mình sẽ thấy được ngực rất là đẹp, và hai bên ngực nó sẽ khích lại với nhau rất là nhiều so với lại ngực cũ của chị này. Đây, em sẽ đưa vào cho mọi người xem trước và sau khi làm nè. Trước đây là mình thấy hai bên ngực của mình khá là xa và ngực không rõ khe ngực, và cái phần hõm giữa hai cái phần ngực nó lại bị thiếu rất là nhiều. Bây giờ sau khi làm xong là mình đã thấy được cái dáng ngực nó rất là tròn, hai bên khít lại và mỡ nó cũng đã được lấp đầy ở cái phần giữa hai bầu ngực luôn. Cho nên là mình thấy là có một cái độ nhô rất là đẹp như thế này. Chị này cũng đã từng sinh con rồi đó mọi người, và dáng ngực của chị sau khi làm xong nó bị nhỏ đi. Với lại mình thấy rất là rõ là hai bên nó hơi lệch nhau, một bên hơi to và một bên hơi nhỏ. Và sau khi làm xong là mình đã thấy được hai bên đã cân đối, nó đã đều lại và nó rất là đẹp. Có hai lộ rõ là cái phần khe ngực, với lại nhìn rất là không có thấy sưng hay là không có thấy gì hết. Mỡ là mình sẽ tiêm ở những cái vị trí này nha các chị. Đây là những cái vị trí mà mình sẽ tiêm mỡ. Còn túi ngực là mình sẽ đặt ở cái phần vùng này, do là mình không thể là mình đặt cái phần túi nó vào sát cái vị trí này được. Cho nên là mình phải cấy thêm mỡ để làm đầy những cái vị trí này, để sau khi làm xong khách hàng mình sẽ thấy được cái dáng ngực tròn hơn, to tròn hơn và đẹp hơn ạ. Dạ rồi, hiện tại thì mình đang có chương trình giảm 30% và tặng gói tiêm truyền kháng thể. Cho nên là các anh chị mình đăng ký sớm để giữ khuyến mãi nha. Vì ưu đãi của mình có thời hạn và cũng như là có số lượng nhất định thôi. Cho nên là các chị nào mà đang quan tâm thì đăng ký bằng cách là để lại số điện thoại và họ tên bên dưới comment. Hoặc là có thể gọi điện thoại đến tổng đài của bệnh viện GW là 0968 68 1111 ạ. Cảm ơn anh chị mình đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.